Hello 500 anh em, là Sanfe Anime đây. Như vậy là trong spoiler mới nhất của Jujutsu Kaisen chapter 236 thì kết cục trận chiến dường như đã định đoạt ai là người chiến thắng, và nhà vô địch đã gọi tên thầy Sukuna. Tuy nhiên mặc dù ai thắng hay ai thua thì bây giờ tiền bạc vẫn về đầy túi và cái đến từ châu Âu meme. Sống thảnh thời thì có chứ. Với một pha xử lý ảo ma Canada đến từ đầu bếp Michelin Sukuna, cưa đổ mọc liệm chia cơ thể của Gojo thành hai phần, thì cái chết đến với Gojo là điều chắc chắn rồi đó. Các fan girl hay fanboy cũng nên bắt đầu chuyển qua fan club follow thầy Sukuna đi nha. Tôi fan thầy số 20 năm rồi. Tuy nhiên với tiêu đề như đã nói ở trên và không hề bốc phét để câu view, thì mình chắc chắn một điều rằng Gojo chắc chắn sẽ không chết và sẽ sống sót sau trận chiến này. Và có lẽ bạn cũng không biết rằng cũng chính tác giả Gege đã cài nhiều hint về sự tái sinh của Gojo. Hay gọ vẫn còn cứu được. Trong chương mới nhất 236 của Thầy Cúng Đại Chiến, cảnh đầu tiên của Jujutsu Kaisen chính là cuộc họp gia đình giữa những người bạn đã mất của Gojo, bao gồm Geto, Nanami, Yaga, Hibara, Riko và cô hậu gái Kuroi. Đây có thể là tác giả đã ngầm ám chỉ rằng Gojo đã chết lâm sàng và được gặp những người bạn của mình ở một thế giới linh hồn nào đó, như thiên đường chẳng hạn. Trong một đoạn hội thoại giữa Geto và Gojo có một phim mà tác giả cài cắm khá là hay, đó là Gojo kể rằng anh ta đã nói với các học trò của mình rằng khi kề cận cái chết thì sẽ thật là cô độc. Vì thế, anh hy vọng chỉ là sự tưởng tượng mà thôi. Và Gojo còn nhắc đến cha của mình như thể đây chưa phải là kết thúc. Và một điều cực kỳ thú vị cuối cùng đó chính là Gojo không ở lại với những người bạn của mình mà chào tạm biệt họ và rời đi. Nhưng thể tác giả ngầm khẳng định rằng Gojo sẽ hồi sinh trở về dương thế vậy. Chi tiết thứ hai mà chúng ta để ý đến chính là bông hoa sen được thể hiện thoáng qua trong một khung tranh. Và các bạn đều biết rằng hình ảnh bông hoa sen chính là sự khởi đầu mang ý nghĩa của việc tái sinh. Chi tiết thứ ba thì không liên quan đến chuyện cho lắm, đó là hiện tại Gojo đã quá nổi tiếng với một lượng fan cực kỳ đông đảo. Nếu nói không qua nhiều người theo dõi Jujutsu Kaisen thường xuyên thì cứ tưởng Gojo là nhân vật chính không ấy chứ. Nếu để Gojo chết thì bộ truyện sẽ mất đi một lượng fan cực kỳ lớn. Chắc chắn là fan girl sẽ tế sống ông tác giả luôn á. Nhiều khi sẽ còn khiến cho bộ truyện đi xuống luôn ấy chứ. Và đó sẽ là một bước đi cực kỳ sai lầm nên mình nghĩ chắc hẳn tác giả sẽ không để nó xảy ra đâu. Chi tiết thứ tư mà chắc hẳn ai cũng biết chính là qua trận chiến với Toji, chúng ta thấy rằng nghịch chuyển thuật thức cộng với lục nhãn của thanh niên Gojo quá ảo ma Canada. Và Gojo cũng nói lên sai lầm của Toji, đó chính là hắn ta không nhắm vào đầu, và đó cũng chính là cách cuối cùng để giết Gojo. Nếu như Gojo vẫn còn ý thức và đủ chú lực thì vẫn có thể tự chữa lành và hồi sinh cho bản thân mình. Ở cuối chương truyện chúng ta thấy trận chiến giữa Pikachu Hajime xông ra tính úp sọt thầy Sukuna. Mặc dù đã chiến thắng Gojo nhưng thương tổn mà Sukuna cũng chịu không ít. Sukuna lúc này cũng muốn ngáp ngáp thở oxy đến nơi rồi. Kèo đấu lúc này cũng đã bị lỡ, sẽ là một trận chiến khá là nhẹ nhàng không gánh nặng, nhưng mà nhẹ nhàng cho Sukuna còn nặng ở đây là nặng người khi Hajime dễ chứ. Lúc này thì Kenzaku cũng sẽ phải ra mặt đánh lén chiến đấu cùng với Sukuna để bảo vệ đồng minh của mình. Vì thế mình nghĩ Hajime xung trận lúc này mục đích không phải để đánh nhau với Sukuna, mà để cầm chân Sukuna lại phối hợp với mọi người mang xác của Gojo về, truyền chú lực cho Gojo để cầm cự mạng sống cho Gojo, sau đó dùng nghịch chuyển thuật thức và lục nhãn để hồi sinh cho Gojo. Và có một điều chắc chắn rằng sau trận chiến này cho dù Gojo có sống được thì cũng sẽ bị tác giả nét thẳng cẳng, vì vết thương quá nặng nên không còn chú lực và không thể chiến đấu được nữa. Và sẽ nhường lại sân chơi mới cho main chính của chúng ta chính là Zuji. Zuji sẽ trở thành trọng tâm chính của bộ truyện, sẽ có một pha time skip để update sức mạnh mới cho Zuji, và người dạy cho Zuji không ai khác chính là Gojo. Chứ hiện tại sức mạnh của Zuji và cả nhóm quá yếu. Điều này sẽ làm chúng ta liên tưởng đến cái chết của Jiraiya trước Pain trong Naruto. Với những thông tin quý giá về sức mạnh của Sukuna mà Gojo phải đánh đổi mạng sống mới có được, chúng ta thấy rằng sức mạnh của Sukuna giờ đây đã không còn gây bất ngờ được nữa. Trong nhóm của Zuji hiện tại cũng không thiếu những thành viên não to như Yuta, Meme, Thiên Thần. Tất cả sẽ cùng nhau lên một kế hoạch tỉ mỉ cho một trận chiến tổng lực cuối cùng tiêu diệt Sukuna.